Tự nhiên mình đang ngủ cái mình nghe là ai gõ cửa phòng mình mà kêu Trang ơi Trang, mà Trang là tên của chị gái em. Có người dọn phòng thôi, người ta kêu để người ta dọn phòng. Chứ mình mở hé hé để mình nói là không, tôi không có dọn phòng đâu. Vừa mở hé hé ra thì tự nhiên ai xông cửa vô là em mới là bới người ta hiếp dâm, bới người ta hở cướp. Em mới là hiếp dâm với cướp, tại vì em nghĩ là kêu đúng tên mà lại xông cửa vô vậy là chỉ có hiếp dâm với cướp thôi. Cái xong rồi cái em sợ quá đóng cửa lại, em nói bây giờ gọi công an đi. Báo bây giờ bắt ông này, bắt đầu chạy xuống dưới lễ tân á, đòi coi lại camera thì không có coi được. Và em càng nghi ngờ là cái khách sạn này đồng lõa là kêu người ta vô cướp. Bắt đầu em cứ run, em không, em trễ với máy bay luôn, em không dám đi về. Em nói lỡ khi đi về trên đường nó cướp nó giết tôi thì sao? Không đi về luôn, ở đó. Cái xong rồi cái ngồi nữa mới coi lại được camera. Là mới biết được là cái anh này ảnh gõ cửa lộn phòng. Rồi bắt đầu em nhắn tin cho ảnh, bắt chủ khách sạn á cho em cái store của ảnh. Em mới lên em tìm Facebook, em nhắn tin. Em khóc lóc em kêu ca, em nói là tại anh mà em mới mất 10 triệu tiền vé máy bay. Tại anh mà em phải từ sáng giờ không dám ăn gì hết. Xong rồi ảnh quay lại, ảnh trả tiền vé máy bay rồi ảnh giải thích vậy 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 đó. Em nói là nếu mà lấy chồng á là em thích chụp hình cưới ở nước ngoài chứ em không thích chụp ở Việt Nam nhiều. Thì ảnh mới dẫn em đi 4 nước ở nước ngoài, Nhật, Thái rồi á để chụp hình. Thì khi mà chụp hình lên đến cả tỷ, cái bắt đầu nhà báo bây giờ phỏng vấn tụi em là cái bộ ảnh cưới 1 tỷ, thì khi đó bắt đầu là chồng em bắt đầu coi ngày, thì nói tháng 7 là cưới tốt, là tháng 7 cưới. Bộ ảnh cưới mà 1 tỷ đồng vậy đó hả? Chào anh Quốc Thần. Chào em. Cô dâu có phải là người mẫu ảnh không? Dạ không. À, có phải là diễn viên không? Dạ không luôn. Phải là ca sĩ đúng không? Em chỉ là mẹ bỉm thôi. Mẹ bỉm thôi. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Dương Quang Phú, năm nay 34 tuổi, hiện đang kinh doanh thời trang. Rồi còn em? Còn em tên là Hoàng Thùy Dương, năm nay em 20 tuổi và em đang kinh doanh online. Ôi, hôm nay mới 20 à? Dạ, em vừa đủ tuổi là em đã bị lừa. Bị lừa hả? Dạ. Câu chuyện tình yêu của các bạn như thế nào? Lần đầu tiên các bạn gặp nhau là ở đâu? Năm đó em 17 tuổi thì em đi qua Thái Lan á, em chơi với chị của em. Thì sáng ngày mai là 9 giờ là bay rồi, thì đáng lẽ 7 giờ là phải ra sân bay. Tự nhiên mình đang ngủ cái mình nghe là ai gõ cửa phòng mình mà kêu Trang ơi Trang, mà Trang là tên của chị gái em. Có người dọn phòng thôi, người ta kêu để người ta dọn phòng. Chứ mình mở hé hé để mình nói là không, tôi không có dọn phòng đâu. Vừa mở hé hé ra thì tự nhiên ai xông cửa vô là em mới là bới người ta hiếp dâm, bới người ta hở cướp. Em mới là hiếp dâm với cướp, tại vì em nghĩ là kêu đúng tên mà lại xông cửa vô vậy là chỉ có hiếp dâm với cướp thôi. Cái xong rồi cái em sợ quá đóng cửa lại, em nói bây giờ gọi công an đi. Báo bây giờ bắt ông này, cái bắt đầu chạy xuống dưới lễ tân á, đòi coi lại camera thì không có coi được. Rồi em càng nghi ngờ là cái khách sạn này đồng lõa là kêu người ta vô cướp. Bắt đầu em cứ run, em không, em trễ với máy bay luôn, em không dám đi về. Em nói lỡ khi đi về trên đường nó cướp nó giết tôi thì sao? Không đi về luôn, ở đó. Cái xong rồi cái ngồi nữa mới coi lại được camera là mới biết được là cái anh này ảnh gõ cửa lộn phòng. Rồi bắt đầu em nhắn tin cho ảnh, bắt chủ khách sạn á cho em cái store của ảnh. Em mới lên em tìm Facebook, em nhắn tin. Em khóc lóc em kêu ca, em nói là tại anh mà em mới mất 10 triệu tiền vé máy bay. Tại anh mà em phải từ sáng giờ không dám ăn gì hết. Xong rồi ảnh quay lại, ảnh trả tiền vé máy bay rồi ảnh giải thích vậy 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 đó. Ủa em ơi, tại nhưng mà tại sao anh có lắm. Cái hành động là em xông vô? Em đâu có xông vô đâu. Khi mình gõ cửa, người ta mở cửa thì mình kiểu mình đẩy nhẹ, mình hé cái cửa vậy nè. Em chỉ hé cái hé đầu vô chút xíu thôi. Mà mấy cô này kiểu mà sợ, tâm lý 4 giờ sáng mà sợ cái la hét tùm lum, em cũng hoảng loạn quá. Như là người ta mới em bấm thang máy em đi xuống phòng. Như là người ta mới 17 tuổi mà. Cái mê phòng ở là ba cô lận, có mình em mà nó phải. Nhưng mà nè, bị đền 10 triệu cho nên ghét quá cua bỏ ghét đúng không? Anh nói đúng, chính xác đó. Ôi dễ sợ quá. Nếu như cô gái mà bắt em bồi thường 10 triệu mà không xinh đẹp như cô Dương này thì em có bồi thường không? Không, lúc đó em chưa có dậy thì em không có được như bây giờ đâu. Xấu lắm. Nói chung là em quay lại em đền 10 triệu á là không phải là em nghĩ cái chuyện mà em cua. Tại vì em thấy nó kiểu mà mấy đứa nhỏ nhỏ, mấy bé xì tinh á, nghĩ là nhiều lúc gom tiền đi chơi qua giờ bị trễ vé máy bay cũng tội thôi. Đối với mình 10 triệu cũng không là gì thôi, mình cho tiền ta lại tiền vé đó. Cho luôn à. Trả em tiền vé máy bay cái em mới nhìn thấy ông này cũng được. Nói kệ dụ ổng đó. Anh ơi, từ sáng giờ em chưa ăn gì hết, em đói bụng, anh dẫn nguyên đám tụi em đi ăn đi. Bắt ổng dẫn đi ăn. Cái gì mà mắc nhất á kêu ra cho ổng trả tiền. Em ghét ổng từ trong tiềm thức hay sao? Dạ, lúc mà em coi passport ảnh em thấy là người Huế, em là gốc Huế, em thấy người Huế em nói trời tôi ghét Huế lắm luôn mà còn gặp nữa. Đi ăn về là thôi, tại vì ảnh không có để ý tới em. Em về Việt Nam có gặp nhau nữa không? Về Việt Nam thì ảnh cũng có nhắn tin cho em, kiểu nhắn tin qua lại để hỏi chuyện gia đình em sao kiểu được. Trong suốt thời gian là 7-8 tháng trời là ảnh có đòi gặp em, nhưng mà em không có dám gặp. Em nói với mẹ, mẹ lỡ khi không gặp ổng ổng lừa con sao? Sợ đủ thứ đó, tại vì em mới lớn nữa, em sợ em có bầu hay là sợ nhiều thứ lắm. Em đâu dám gặp ảnh đâu. Không, mà chị hỏi thiệt em là khi về Việt Nam em gặp lại vợ em á thì cái cảm giác của em có khác lúc mà gặp bên Thái Lan không? Dạ lúc đó chưa có gặp đâu chị. Không về được gặp, một em năm không có sau gặp. Lần đầu tiên gặp lại là vợ em là lúc đó là em đi về quê em trên Đà Lạt, em đám giỗ. Xong cái vợ em mới nói là nếu mà muốn quen vợ em á thì phải qua nhà đi, gặp ba mẹ đi. Thì em nghĩ thì cũng đâu có gì đâu, thì em đâu phải là lừa đảo hay gì đâu, em đâu có sợ. Em từ Đà Lạt xuống là em phi qua nhà vợ em liền, gặp ba mẹ vợ của em đó.
lúc đó cũng dài vô chào cô chú rồi con ngồi nói chuyện bình thường. Kiểu ý của em là em nói là nếu mà ông đàng hoàng thì ông qua gặp ba mẹ tôi. Rồi chị biết lần đầu tiên đi chơi mà em phải dẫn mẹ em theo luôn á. Kiểu sợ, sợ người ta bị lừa, người ta cho mình bụng bầu, người ta bỏ đi rồi sao. Nếu mà con giáp sợ nhiều thứ, nói là người ta lớn hơn mình cả con giáp nên đường nào mình cũng sẽ thua người ta. Nếu mà mình gặp người ta đường nào mình cũng sẽ bị lừa. Đó, bây giờ chị đang muốn hỏi em cái cảm xúc mà sau một năm em gặp lại, lúc mà chắc là lúc đó là vậy thì rồi đúng không? Lúc đó là ngon lành, đẹp hơn đúng không? Đẹp hơn đúng không? Thì em sao? Không, em quan niệm em lấy vợ em là không phải vì đẹp. Cái quan niệm của em là được hợp thì mình nên đến với tới nhau, chứ không phải là mình thấy cái đẹp là mình yêu, mình thích. Mình yêu cái đẹp của người ta thì khi mình thấy cái người khác đẹp hơn lẽ mình lại bỏ người đó, mình yêu người khác đẹp hơn. Nhưng mà em phải công nhận là vợ em đẹp không? Vợ em không có đẹp, vợ em là dễ thương. Rồi bao lâu thì các bạn mới là chính thức yêu nhau? Dạ đó là em nói là nếu mà anh đàng hoàng thì anh xuống nói chuyện ba mẹ, tìm hiểu nhau được 20 ngày á thì anh nói cho anh xin phép đám hỏi đi. Là năm đó là nhiêu tuổi? Năm đó em vừa tròn 18 chớm tuổi luôn. Dạ, vừa tròn 18. Dạ. Nói nghe nè, rồi em gia đình đồng ý là cho đám hỏi. Dạ. Rồi sau đó đám hỏi rồi có sợ không? Sợ bị ông dụ nữa không? Dạ sợ chứ, đám hỏi rồi. Vẫn em sợ luôn. Nhưng mà thực sự là anh có dụ em không? Sau đám hỏi rồi có dụ không? Có dụ đi chơi khuya không? Dạ có chứ, sau đám hỏi nó được thả cửa một cái là ăn cơm chứ kẽn liền luôn á. Bởi vậy em hay lắm. Bởi vậy em nói thời gian trước em đâu có dám gặp, gặp cái là chết liền. Dễ sợ mà lắm luôn. Coi như là ổng đòi ăn cơm là em cho ăn luôn vậy đó hả? Ổng dụ em mà. Dụ sao hay vậy? Thì ta người lớn mà dụ trời con nít, anh, con bây giờ giống như anh đi, anh dụ con nít thì anh thường nó làm gì? Không biết luôn hả? Ví dụ 4-5 tuổi, 5-6 tuổi thì mình mua kẹo, mua kẹo kem, mình dụ. Con này thì giáo dụ hột xoan, rồi dụ giỏ sắt cơ. Đó, là ái đúng không? Đó. Rồi, bao lâu thì mới cưới? Dạ, thì bắt đầu là trong khoảng thời gian đó là ảnh nói em là em có ước nguyện gì không? Có thích cái gì mà trước khi đi lấy chồng không? Em nói là nếu mà lấy chồng là em thích chụp hình cưới ở nước ngoài chứ em không có thích chụp ở Việt Nam nhiều. Thì ảnh mới dẫn em đi 4 nước ở nước ngoài, Nhật, Thái rồi á, để chụp hình. Thì khi mà chụp hình lên đến cả tỷ, cái bắt đầu nhà báo giờ phỏng vấn tụi em là cái bộ ảnh cưới 1 tỷ. Thì khi đó bắt đầu là chồng em bắt đầu coi ngày, thì nói tháng 7 là cưới tốt, là tháng 7 rồi, cưới. Bộ ảnh cưới mà 1 tỷ đồng vậy đó hả? Ý ảnh là đi do nhiều là... nơi mà đúng dạ, không? Tại em đi 4 nước của nước ngoài. Nhưng mà mấy bạn này tính ra là mấy bạn này khôn nè. Tại vì em biết xong vừa đi tận hưởng đúng rồi, chị. Căng mật vừa dạ. Đi rồi lại lưu lại những cái khoảnh khắc đó. Tự nhiên mình lại có một cái tác phẩm là cái bộ ảnh cưới của mình. Khi mà đi chụp hình cưới á, nó là một cái vấn đề nó rất là khó khăn. Không phải là về mặt kinh tế. Thật sự là phải đòi hỏi là phải thương lắm thôi. Hầu như người ta đi chụp hình cưới chỉ khoảng chừng 1-2 ngày thôi là đi về là tay chân lắm rủng rã rồi. Mà tụi em rong rã là gần 2 tháng trời. Ngày này qua ngày kia mà tụi em đi khắp nơi mà. Đi khắp nơi. Ở Việt Nam này là tụi em Đà Lạt, Bình Thuận, rồi Hội An, Huế, Đà Nẵng ở trong Việt Nam. Rồi sau đó tiếp tụi em Nhật, rồi Bali, rồi Thái Lan. Được. Anh cứ tính đi. Kiểu như là đi tới cái điểm chụp đó, nó vừa xa vừa mệt. Và tới bắt em khóa cái áo cưới vậy nè. Rồi phải trang điểm, tóc tai, rồi nó nóng lực, nó bực mình. Không chụp nữa, ngồi khóc nhõng nhẽo. Bắt đầu anh này anh thuyết phục. Thôi ráng chụp đi em, ráng chụp. Tới ráng. Thời mệt mà sốt luôn á, nhưng mà phải ráng, đợi ông thuyết phục. Nổi cái thời gian nhõng nhẽo là kiếm hết 1/3. Mà phải ngồi ăn nghỉ vợ nữa. Em phải bỏ công ăn việc làm của em hết luôn, em chiều á. Tại vì mình suy nghĩ thôi kệ, mình lấy vợ trẻ hơn mình quá mà mình chiều đi. Thì mình phải chiều nít thôi. Rồi sau khi cưới về thì cuộc sống vợ chồng có trơn tru mọi thứ không, hay là có vui không, có nhiều tật xấu lòi ra không? Tật xấu của ảnh là đi nhậu rất là nhiều. Ngày xưa em chưa có con thì hai vợ chồng cùng đi nó rất là vui, nhưng mà khi mà em có con rồi mọi thứ nó đảo lộn, em phải ở nhà chăm con, em stress con khóc rồi. Thì khi mà đi nhậu một là em gây lộn, cứ đi nhậu thôi là tôi không ở với ông nữa, tôi ly dị không, mà cứ đi nhậu là ly dị, cứ đi nhậu là ly dị. Rồi đi nhậu có đi tăng 2, tăng 3 gì không? Anh đi tăng 1 rồi anh về với vợ, rồi tăng 1 anh về chưa, chờ anh chơi xíu nữa, cái tăng 2 anh về chưa không, anh chơi xíu nữa hết tăng 3 anh mới về, là 3-4 giờ sáng luôn rồi. Tăng 1 là đi em nhậu, nói vậy tăng 2 là bia ôm là đúng rồi. Ủa, đúng rồi, là tăng 2 em em đừng có nai đi, em cũng tăng 2 em sợ xạo em né cái chữ đó xạo. Nói tôi tăng 1 là đi uống bia, tăng 2 là tôi đi uống cà phê ôm. Đó, cũng vậy thôi bình thường. Hồi nãy giờ vợ em kể là cứ giống như là em là người ham ăn nhậu bê tha lắm, không phải ngày nào em cũng đi nhậu đâu, từng em đi khoảng chừng 5-6 ngày thôi. Rồi em ít quá, em đi nhậu ít. Không phải, tại vì nhiều lúc em cũng quan hệ xã hội, ví dụ như em làm ăn với mấy người Đài Loan hay Sinh Mã Thái rồi Campuchia thì khi người ta qua thì mình cũng phải đón tiếp người ta. Đúng. Khi mình qua bên người ta không đón tiếp mình thì mình người ta qua mình phải đón tiếp, rồi anh em bạn bè ví dụ như Đà Nẵng, Hà Nội rồi các tỉnh mà vô Sài Gòn đương nhiên mình cũng phải đón tiếp. Đông. Nên là bây giờ em nói rồi, tuần 7 ngày em cho anh dành thời gian cho bạn anh 4 ngày, 3 ngày ở nhà với vợ với con. Vậy cho nó thuận hòa. Rồi anh chịu không? Dạ chịu, em nói okay tại rồi, vì dạ, tức là vợ chồng em hay một cái là tức là có khúc mắc là gỡ liền, kêu nhau gỡ liền chứ tụi em không có để cho nó dồn. Dạ. Cái đó gọi là đối thoại. Rồi bây giờ tới em đó, hãy khui tật xấu của ấy đi. Vợ em thì thật sự em thấy cũng chẳng có tật xấu gì, tại vì
mới lớn mà, cái kiểu mà những cái lúc người ta lên cao trào thì mình nhìn một chút có sao đâu. Mình nhìn vợ mình đâu có thua ai. Đúng không? Là nó êm ấm gia đình hạnh phúc. Cái cặp này tôi khai thác được cái gì cả. Tôi khai thác được cái gì luôn. Thôi vậy thôi, vợ có thật đó là không biết nấu ăn đó, không có nấu ăn được cho chồng. Tức là em thấy đó, khuyết điểm của em chỉ là như vậy thôi. Thì nếu mà về sau mình tự mình khắc phục cho chồng mình vui. Dạ không đâu, chắc em nghĩ vợ em cũng suốt đời này cũng không thể nào nấu ăn qua em. Tại vì em làm kinh tế rất là giỏi. Em nấu ăn giỏi. Em là con năm nay mấy tuổi rồi? Dạ con em mới 6 tháng thôi. Sáu tháng. Em mới 6 tháng mà coi như là dáng vẻ như thế này. Trời ơi. Dạ lúc em đi đẻ là em 70kg lận á. Em đừng lo, coi như là em giống như hột xoàn của chồng em rồi, không bao giờ mà có không chuyện. Hột xoàn lớn nhất rồi đúng không? Không rồi, có bao giờ lớn hơn mà có cái hột nào khác đâu nghe. Dạ. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt cằn nhằn. Anh cũng biết là cái người đàn ông mình nó không có thích người phụ nữ hay mà cứ cằn nhằn, kiểu là khó chịu mình lắm. Đúng rồi, khó chịu. Dù như mà em đi chơi thì 2 giờ về thì cứ để đúng tới 2 giờ đi. Trong thời gian mình ngồi là cứ 8-9 giờ nhắn mấy cái. Cứ tí 2 tiếng nhắn. 3 giờ về, 3 giờ không có về đâu, 4 giờ mới về. Tức là không trả lời là nhắn hoài. Dạ, không em gọi luôn á, em gọi FaceTime luôn á, coi đang làm cái gì. Thì đó thì thôi bây giờ nhắn cái trả lời đi. Trong một bữa tiệc còn có khách khứa rồi tùm lum FaceTime, cái mình có những người ta không có thích kiểu mà đưa mặt ra cho nhiều người khác như biết. Là quá khứ bị làm em ám ảnh á, quá khứ của ảnh là chỉ là gái thôi. Trước khi lấy em là ảnh đi chơi gái cho đã luôn rồi mới cưới em để dần chân á, là chị hiểu đó, nên là bị ám ảnh quá khứ cho nên là mới giữ chân ở đó. Thôi đó. Bây giờ đã thay đổi rồi đúng không? Dạ bây giờ thì thôi cũng mừng rồi. Dạ. Thôi bây giờ em mong muốn anh thay đổi điều gì? Em á thì đó chỉ có cái là ảnh là chỉ có tật xấu là đi nhậu thôi, thì nếu mà khắc phục được là vợ chồng rất là hạnh phúc. Có nhiều lúc em cũng nói vợ em kêu ok bây giờ muốn ở nhà đúng không, anh ở nhà bây giờ em lo kinh tế đi, anh là sẽ làm nội trợ, anh nấu ăn như một người vợ luôn, cho em làm chồng luôn. Tụi em cũng có thử qua 1-2 tuần, khi mà về kinh tế mà để cho phụ nữ mà gồng gánh hết thì bắt đầu là cảm thấy là bắt đầu thở đuối sức là thì tự lòng cũng sẽ cho em ra phải đi ra lại đúng làm rồi, ăn lại thôi. Làm mà đàn ông mình phải đi làm ra làm ăn giao lưu xã hội mà không có bia rượu là cũng rất khó lắm. Rất may là vợ em cũng hiểu cái điều đó rồi, và em rất may mắn là vợ em mặc dù nhỏ tuổi nha nhưng mà cách nói chuyện rất là chững chạc và rất là hiểu chồng. Giống như là chị nhìn đây thấy là một người phụ nữ này là quán xuyến được cái gia đình nhỏ của em, kể cả tiền bạc luôn đúng không? Và mong rằng hai em cứ như thế này phát triển hạnh phúc và vững bền. Cảm ơn em. Chào chị Hồng Vân ạ, em chào anh Quốc Thuận và anh chào tất cả quý vị khán giả ạ. Dạ em tên là Nguyễn Đăng Khoa, năm nay em 28 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Bình Định nhưng mà hiện tại thì sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại em đang công tác trong ngành ngân hàng. Còn dạ. Em dạ em chào anh chị, em chào toàn bộ khán giả. Em tên là Lợi, năm nay em 27 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa và làm việc sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Các em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ hơn 3 năm rồi ạ. Đây là em bé thứ mấy? Dạ em bé đầu. Em bé đầu. Trời ơi vậy là vui lắm đúng không? Dạ vui lắm luôn. Bây giờ cho anh cũng như chương trình được biết là mối nhân duyên nào mà tác hợp hai bạn đến với nhau? Thời sinh viên thì chúng em học chung một lớp, nhưng mà tại vì lớp thời sinh viên nó rất là đông nên không có quen biết nhau gì hết á. Thì tình cờ trong một buổi đi thi lại thì giám thị mới xếp cho vợ chồng em ngồi chung với nhau, thì em mới để ý là biết là vợ em học chung lớp với em. Thì em thấy vợ em dễ thương, xinh xắn, thì em mới xin số điện thoại rồi làm quen. Rồi sau này trong quá trình học tập thì cũng trao đổi, rồi thảo luận nhóm chung thì dẫn đến là hay nói chuyện với nhau. Tức là gặp nhau ở cái buổi thi. Đúng không? Thi lại. Rồi thi lại đó có đậu không? Dạ có. Đậu luôn cả hai đứa luôn đúng không? Dạ. Rồi bao lâu thì các em mới hẹn hò với nhau? Chắc khoảng hơn 1 năm ạ. Tình yêu thời sinh viên. Dạ. Và nó đẹp thôi. Khổ lắm anh ơi. Tại vì thời sinh viên vợ em rất là lười học. Hồi đó là mới quen nhau nên thành ra là em muốn gây cảm tình với cô ấy là em toàn là làm bài dùm cho vợ em thôi à. Mà đúng cái môn thầy cho vừa cho kiểm tra là vừa để điểm danh luôn. Nên thành ra em vừa làm 2 bài luôn, vừa làm cho em mà là vừa chồng cho vợ em mà chép em rụng gãy cái tay. Mà nhờ vậy bây giờ em mới giỏi, em mới làm ngân hàng đó. Chị biết không, đến nỗi mà bài luận mà rác viết ra trường đó là em cũng mất 2 đêm liền để mà em viết cho cả cho vợ mà cho em luôn. Vợ em cũng không có biết gì về bài luận đó luôn. Các em sau khi tốt nghiệp ra trường thì công việc có khó khăn không? Thì em có việc trước anh. Trước đó thì anh cũng có đi làm rồi. Nhưng mà khi mà công việc anh cảm thấy không phù hợp thì anh mới phỏng vấn ở một cơ quan. Xong bác họ có ok thì anh xin nghỉ bên này. Nhưng mà không ngờ là lâu quá họ không gọi. Thì anh thất nghiệp 3 tháng. Lúc đó sao? Lúc đó sao Khoa? Thật sự lúc đó là khoảng cái thời gian mà khó khăn nhất đối với cuộc đời em. Nói chung là 3 tháng chị anh chị đưa là không có
tiền để mà sinh hoạt mà cũng không dám điện về quê sợ bố mẹ lo. Nên thành ra là vợ em là người nuôi em, lúc đó là bạn gái thôi, là nuôi em suốt 3 tháng thất nghiệp đó. Sáng ra là vợ trước đi làm, thường là vợ em sẽ mua cho em lúc về gói xôi, lúc về bánh mì treo lủng lẳng ở cửa sổ, tại vì lúc đó em ngủ chưa có dậy. Đến tối thì vợ em đi về nhà, vợ phim tại nhà vợ em cũng ở Sài Gòn, nên thành ra vợ em nấu cơm cho gia đình, sau đó lén giấu bố mẹ để làm một ít cho em rồi mang qua cho em. Trời, nó đẹp quá đâu quý vị, đẹp quá. Bố mẹ có phát hiện không? Lúc đầu thì bố mẹ em không phát hiện, nhưng mà lâu ngày thì cũng bố mẹ sẽ biết. Rồi sau khi mà mình có công việc á, sau 3 tháng đó đó ổn định rồi thì tiền lương của em á, bạn gái em có giữ không? Dạ, lúc đó thì em cũng có đưa một phần cho bạn gái em. Thì 3 tháng đầu á, em có tích cóp, sau đó em mới để dành dụm tiền. Em ngăn ngày Noel thì em có mua một món quà rất là lớn cho vợ em đó, chiếc iPhone 6 mà mới ra đầu tiên luôn á. Thì hồi đó là em vẫn bản thân em vẫn sử dụng cái cục gạch của Nokia mà em lại mua cho vợ em một cái iPhone 6 với 20 mấy triệu như vậy đó. Lúc mà nhận cái iPhone 6 đó, em cảm xúc đầu tiên của em là gì? Em rất là vui khi anh quan tâm em, nhưng mà em thì cũng tiết kiệm nên em cũng tiết tiền lắm. Rồi trong cái thời gian yêu nhau thì các em có gặp chia tay những cái biến cố gì không? Giận hờn rồi đòi chia tay chia chân rồi không? Hai đứa em thì cũng tương đối là ít, chỉ có một hai lần giận hờn vu vơ thôi. Thực chất ra thì vợ em quá ghen thôi, chứ còn em không có vấn đề gì cả. Đợt đó thì hai vợ chồng giận nhau được 2 ngày thì cũng đòi chia tay rồi. Thì em cũng có hẹn cho cô ấy ở công viên. Ra thì em bắt đầu em mới chụp ôm liền. Em nói thôi bây giờ giận hờn thì mệt quá rồi, thôi lấy anh đi nha. Lấy anh đi rồi anh đi dẫn đi ăn hủ tiếu gõ. Rồi đồng ý. Cho cậu hôn như kỳ ấy. Thì vợ em đồng ý xong thì em dẫn vợ em đi ăn tươi gõ, định điện về em báo với ba mẹ, mẹ bố mẹ giờ con muốn lấy vợ, con muốn sống độc thân nữa. Rồi thế rồi đám cưới. Rồi như vậy là quen nhau thời gian bao lâu? Dạ vợ chồng em quen nhau 2012, thì 2015 thì em mới cưới 3 năm. Ba năm đó có cái gì vượt quá dòng lễ giáo không? Dạ không ạ, tại vì bố mẹ em cũng là giáo viên và bố mẹ quen cũng rất là khó, nên tụi em đi chơi đến 9 giờ là về. Có nghĩa là giữ cho nhau trong suốt 3 năm. Dạ. Cho đến lúc tân hôn luôn. Cho đến đêm tân hôn chắc chắn là mọi thứ nó vỡ òa đúng không? Dạ. Đến nỗi là vợ chồng em đăng ký kết hôn với nhau trước 6 tháng luôn, nhưng mà bố mẹ vợ em cũng không cho tụi em ở chung. Chỉ có đêm động phòng mới cho. Dạ đúng rồi ạ. Và đêm đó đặc biệt không? Thật chắc là đêm đó em rất là run và hồi hộp. Tại vì vợ chồng em thì mới cưới xong thì ở trọ, một năm sau rồi mới có nhà riêng. Ngôi trọ nó rất là sập sệ, thì ngủ ở trên gác á, thì gác nó chỉ là mình miếng ván thôi. Và những cái cây sà gồ bằng sắt nó liên thông từ phòng này ra phòng khác. Nó thành ra mình chỉ cần đi nhẹ một xíu vậy thôi à, bên kia nó nghe nó thì nghe hết luôn. Thành ra mình đừng nói chuyện là nhịp hay là không nhịp. Rồi lúc đó thì vợ chồng mới hón rén mới nhẹ nhàng, mà chưa bao giờ thấy cực khổ như nó hành như em không nghĩ trong đầu, hay là lúc đó là nó lại như vậy nữa luôn. Sao không xuống đất á, ở trên gác nhà gì vậy? Dạ. Nhà trọ nó bé lắm mà. Bé, và đất là nó bị ẩm ướt nữa. Dở ghê, mang cái nệm bỏ xuống dưới đất. Trời ơi. Nhưng mà cái đêm đó thành công không? Dạ thì cũng thành công nhưng mà cực khổ quá. Rồi có đau tim, đêm, đau tim hồi hộp. Rồi cái đêm sau có rút kinh nghiệm đi tìm chỗ khác không? Dạ đêm sau là cũng như đêm trước vậy thôi, chứ đâu có khác gì đâu. Cũng quay rón rén. Sáng ngày hôm sau các anh đều chọc, mấy anh ở chung phòng trọ anh chọc vợ chồng mày mạnh dữ. Có khi nào về nhà ba mẹ mà hành xử hay không? Dạ thì cũng có. Khổ nổi là bố mẹ em rất là kiểu như mê tín, nhà em rất là nhiều giường. Nhưng mà cứ bắt vợ chồng em ngủ trên cái giường cưới của bố mẹ em đã gần 30 năm rồi. Và cái giường đó thì nó cũng đã cũ kỹ rồi, nó lại có két nữa. Có két rất là nhiều. Mà để vợ chồng ngại thì cũng có anh chị rồi có bố mẹ, nên tối vợ chồng em không dám. Đến đợt có một buổi trưa thì cũng vắng người, thì em mới nhìn ra phòng bên cạnh thấy không có bố mẹ em ngủ bên đó. Thì vợ chồng mới tranh thủ hành sự. Đến lúc thành sự xong thì vợ em bước ra thấy bố mẹ vô nũng nịu xấu hổ, nói bố mẹ còn nằm bên kia mà. Dạ mà anh lừa em, anh dám nói là bố mẹ đi đâu rồi. Rất là xấu hổ. Nhưng mà bố mẹ cũng rất vui đúng không? Rất dạ. Nôn nao, bởi vì ông bà nào mà không thích có cháu. Dạ đúng rồi, bố mẹ em thì 2 năm đầu thì không có vấn đề gì. Nhưng mà qua năm thứ 3 là ông bà cũng rất là tâm lý, không có hối về lời nói nhưng mà hối về hành động. Ông bà cất công đi tìm các bài thuốc quý, rồi bắt em ăn, bắt em uống, rồi nói vợ em giám sát, nếu không ăn là mét lại. Nhưng mà ăn uống gì? Ăn sâm, ăn heo bào ngư di cá hay sao em? Dạ không, cái dương vật của con dê ấy à. Ăn là ngán luôn. Ngọc hả? Dương đó phải không? Dạ, dạ dạ đúng rồi. Là ngán luôn á. Ai ăn? Dạ anh em ăn ạ. Ăn mấy bộ em nhớ không? Dạ còn 2 bộ nhưng mà chia ra từng bữa nhỏ ra cũng gần 1 tháng. Nhưng mà ăn xong 2 cái bộ đó là có em bé luôn? Dạ không, hay là sao? Một thời gian sau nữa. Rồi hai vợ chồng cưới nhau về rồi
3 năm bây giờ chuẩn bị đón thành viên rồi. Dạ. Chắc lẽ là trong gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi nè, 3 năm qua anh ấy có lòi tật xấu gì không? Tật xấu của anh ấy là khi mà cưới về thì em mới biết là gần đây khoảng hơn 1 năm nay là anh hút thuốc. Hút thì... thuốc lá hả? Dạ đúng rồi. Mà mỗi lần hút thuốc lá em phát hiện được bao thuốc á, cãi chầm chập bà chị. Cãi cứ nói là đây là của anh này gửi, anh kia gửi, anh kia để quên, anh cầm giùm. Mà lúc mà yêu em là em không thấy hút? Dạ không chị. Mới hút hả em? Mới hút hay là hút lâu rồi? Khai đi. Dạ thực ra là em hút cũng là lâu rồi, nhưng mà tại vì lúc quen nhau để tạo ấn tượng tốt ban đầu nên em giấu và em không dám hút thuốc mặt. Mỗi lần hút xong thì em đều tẩy đi chứng cứ. Nói nghe nè, nhưng cái đà này vợ đang có bầu đó, bớt. Không phải không có bớt, bỏ luôn. Em bỏ luôn đi. Tại vì con này là con quý rồi, châu báu của em ngọc ngà nằm trỏng hết rồi. Ngửi cái mùi khói rồi không nên. Nhân dịp này nghỉ đi em. Em hút là em ra khỏi nhà em gần cả trăm mét em hút. Không, đừng, nó vẫn ám vô trong cơ thể của em, trong người của em mà. Dạ. Rồi, có tật xấu gì nữa không em? Dạ, uống nước ngọt, anh ghiền nước ngọt lắm. Rồi, rồi. Trước khi cưới, đến cưới được 1 năm là lên cả chục ký. Với lại lười tập thể dục nữa. Cứ hứa lần héo mòn là chẳng bao giờ tập hết. Rồi bây giờ tới em đó. Dễ gì dám kể, không dám kể đâu. Bây giờ đang về kể cái gì? Không bao giờ. Trong mắt em thì vợ em rất là hoàn hảo. Thấy không chưa? Không có tật xấu gì, chỉ có điều cái là ngây thơ mà vô số tội thôi. Ngây thơ vô số tội. Anh biết không, ngày đầu tiên á mà về làm dâu thì tôi ngủ tới 8 giờ sáng mình mới dậy. Ngủ dậy em kêu dậy, nói vợ dậy trễ rồi, là chạy ra chụp cái chậu quét cái sân. Thì em đứng đây nói ủa chứ em đang làm gì vậy? Em đang quét sân nè. Em nhìn thấy cái sân còn gì để quét không? Bố mẹ quét sạch bề bóng hết trơn thôi. Em nhìn xấu hổ. Cả nhà đều cười, mẹ mới nói là thôi đi vào đi rửa mặt, nó đang mặt rồi, em đi ăn sáng. Đồ ăn sáng là mẹ em đã làm sẵn, nó để hơi sẵn ở trên bàn chỉ có ăn thôi. Em sống trong thành phố Hồ Chí Minh rất là lâu đúng rồi. Dạ, mà khi ra ngoài đó trời lạnh quá, cửa thì đóng hết nên em không còn phân biệt được thời gian gì. Có nhõng nhẽo không? Có ghen không? Nhõng nhẽo là số 1 luôn à. Sáng là em dậy sớm, em sở đồ ăn để mà em cấp cho hai vợ chồng đi làm. Vợ em không có làm gì hết á, chỉ có vậy đánh răng rửa mặt rồi thay đồ là đi luôn. Cục sạc rồi son rồi phấn là em toàn là em làm hết tất cả mọi thứ. Dạ mà em kêu vợ em dạy không bao giờ chịu dạy thôi, 5 lần 7 lượt mới dạy. Có đó là bữa nào đó là bữa vui nha, còn bữa nào buồn lên là bắt đầu bày ra đủ trò để mà mới chịu dạy. Chồng kéo em dạy đi, chồng hôn em đi, chồng hôn môi em đi, hôn má em đi, hôn tháng em đi, em mới chịu dạy. Lúc em phải đáp ứng với công việc đó đó. Và lúc đó em mới chịu dạy. Ơi tại vì anh ấy chiều em nên giết em cũng quen. Vậy giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Vậy em chỉ muốn là vợ em là mạnh mẽ hơn một chút xíu, cứng rắn hơn một chút xíu, để nhiều lúc em không còn ở bên cạnh, nhiều lúc em bận công việc gì đó thì vợ em có thể cán đáng được, để tự lực cánh sinh được. Dạ, đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Em thì chỉ mong muốn anh ấy đừng hút thuốc nữa, giữ gìn sức khỏe, tại vì bây giờ cũng có em bé rồi. Dạ thì anh là trụ cột của gia đình thì mong anh giữ gìn sức khỏe để bảo vệ hai mẹ con. Trời ơi, cặp đôi này dễ thương quá rồi. Chúc cho các em hạnh phúc, và đặc biệt rằng là sắp tới đây chúc cho mẹ con, mẹ tròn con vuông. Con vuông. Cảm ơn anh chị. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn tụi em nhiều. Em tên là Lê Hải Đăng, năm nay 35 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về cửa đồng. À, còn em? Dạ em tên là Diễm Phúc, em 27 tuổi, em quê Hậu Giang. Hậu Giang, dạ. Em quê đâu? Dạ em quê Hà Nội anh ạ. Hà Nội, dạ. Diễm Phúc là làm nghề gì? Em làm thợ ở tiệm tóc. Hai em lấy nhau lâu chưa? Hiện tại như bây giờ bọn em lấy nhau đến đấy thì bây giờ là được 2 năm gần 6 tháng rồi, 2 tháng rưỡi rồi. Gần 6 tháng, đó. Dạ. Rồi, chuyện tình của hai em bắt đầu như thế nào? Tại vì còn lúc sao? Bấy giờ là vợ em đi ra ngoài Hà Nội là học bên Học viện Học Cổ truyền Dân tộc ngoài Hà Nội á. Tính là theo nghiệp của cha, cha là thầy thuốc nam. Em thì lúc bấy giờ cũng đi tìm hiểu một cái dự án về bệnh, để giải quyết về vấn đề bệnh tật ấy, để về em chữa bệnh cho mẹ. Thì lúc bấy giờ em mới gặp vợ em. Wow. Ấn tượng đầu tiên của em khi mà nhìn thấy chàng trai là như thế nào? Thật ra lúc đó em cũng chưa có ấn tượng gì. Em đi cùng với nhiều người đó, tại vì có một mình em là người miền Nam ở đó thôi. Thì mọi người mới nói là muốn nghe em hát thử. Thì lúc đó là anh mới thấy em, chứ còn em cũng chưa có biết gì hết anh nữa. Quá hát hay không? Dạ hát rất hay anh ạ. Hát giọng miền Tây, tại vì em người miền Bắc, gần như là mình chỉ được nghe giọng hát của người miền Tây qua YouTube thôi, chứ chưa bao giờ được nghe thực tế. Đó là cái ấn tượng đầu tiên, em bắt đầu em chú ý từ thời điểm đấy, giống như mình đang đơn phương vậy. Nhưng mà lúc đó em có biết là bạn chồng lúc đó là đang bị thôi miên không?
Dạ không, lúc đó ảnh nhìn kiểu như công tử bột lắm, nhìn nó hơi quê quê, không biết cách ăn mặc. Thì hôm đó ảnh mới sắm một bộ đồ mới, vest mới. Thì ảnh có dẫn một cô bạn gái tóc ngắn gì nè đi theo cũng xinh xinh. Thế là lúc đó em mới nhìn thấy, là em mới để ý, em cũng không nói gì hết. Cái tới tuần sau cũng gặp nhau nữa, cũng ngồi với nhau nữa. Thì lúc đó là em mới hỏi là ủa sao hôm nay anh không dẫn người yêu anh theo. Anh mới nói anh đâu có người yêu đâu, bạn bình thường thôi. Cái em nói xạo quá, bạn bình thường mà dẫn theo con mình cô. Cái chị ngồi bên cạnh chị mới nói là ở đây nhóc hết trơn người đẹp mà không yêu, đi yêu ai không à. Lúc đó em nghĩ là em trêu ảnh thôi. Em mới nói chứ em ngồi ở đây mà không yêu, đi tìm ai đâu không à. Xong cái tự nhiên ảnh quay cái ảnh nói thiệt không, thiệt hả? Thế là xong cái về cái xin số điện thoại em, xong cái tối nhắn tin cho em chứ tình yêu đang làm gì vậy. Giống kiểu như là mình được bật đèn xanh á chị, là mình tới luôn. Rồi sau đó sau đó một thời gian nữa thì cỡ hơn một tháng đó, không biết em suy nghĩ sao lúc đó đó, em buồn em chán, cái em mới nói hay là hai giờ hai đứa mình đăng ký kết hôn đi. Xong rồi chuyện gì từ từ tính. Ủa, lúc đó đã yêu nhau chưa? Dạ chưa. Chưa mà đòi đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Mà em hiền quá. Không phải, tại vì em thấy ảnh hiền á. Với lại lúc đó em cũng đang buồn về chuyện tình cảm của em đó. Em thấy tình duyên của mình lận đận quá đi. Rồi cái em thấy ảnh hiền, em nghĩ là thôi ảnh hiền sau này dù gì cũng dễ dạy. Em nghe cái lời đề nghị là đi đăng ký kết hôn thì cảm giác em sao? Trong cái tâm lý của em lúc bấy giờ thì vui thì rất vui. Tuy nhiên là có một cái chuyện em cũng phải nói trước với cả vợ em lúc bấy giờ. Có nghĩa là nếu như em mà đồng ý quen anh á thì em sẽ rất là khổ. Tại vì em rất đào hoa, bạn gái thì theo rất nhiều, nhưng cái quan trọng là em không theo bất cứ một bạn nào hết. Em chỉ theo đúng trái tim và lý trí của mình thôi. Thì bạn này bạn nói là không sao hết, em chịu được. Tụi em có thực hiện cái việc đó không? Bọn em thực hiện ngay trong 3 tháng, sau 3 tháng. Gia đình có biết không? Dạ, là lúc đầu thì vợ chồng em có ý định là giấu. Nhưng mình càng muốn giấu. Dạ, mình càng muốn giấu ấy thì nó lại càng lộ ra. Cho nên là mình không thể nào mà mình giữ kín chuyện đấy được nữa. Thế bọn em mới quyết định là bọn em nói thật với gia đình về chuyện tình cảm như vậy. Nhưng vợ em thì nói chuyện với cả gia đình bên nhà là vợ em có bầu rồi, cho nên là bây giờ phải cưới, cho nên là đăng ký kết hôn trước. Trời ơi. Trước khi cưới á thì có cái sự quyết định nào của em mà khiến cho vợ em không biết mà vợ em sốc? Em có giấu vợ em điều gì? Giấu vợ em điều gì? Có một vấn đề, có giấu một chuyện. Đó là gia đình nhà em quyết định là sau quyết định cho em á là đi nước ngoài, đi Mỹ. Ở cùng với gia đình ở bên đó. Nhưng em giấu vợ em. Tại vì khi mà em biết được cái chuyện đó thì sao? Có một lần á thì tự nhiên mẹ chồng của em mới gọi điện cho em mà cho em hay là phải làm hồ sơ bảo lãnh ảnh á. Thì lúc đó em về em mới tự nhiên cái em bị ức chế, xong rồi cái em quậy anh tơi tả. Em bị sốc hả? Dạ. Tại vì nếu như em muốn đi Mỹ thì thứ nhất là em phải xác nhận độc thân. Và khi mà em đã có vợ rồi mà phải xác nhận độc thân thì đồng nghĩa là hai vợ chồng em phải làm một cái giấy ly dị. Đúng rồi. Dạ, hoặc là một cái giấy hủy hôn. Nhưng với tất cả những gì em đang phấn đấu và công việc của em ở đây thì không có nghĩa lý thì em bỏ hết tất cả để em sang kia em làm lại từ đầu được. Mà làm lại một mình nó rất khó. Nhưng mà mẹ em có buồn không? Đến hiện tại như bây giờ mẹ em biết cái quyết định của em rồi thì mẹ em cũng đỡ buồn nhiều. Như cái thời gian đầu khi mẹ em biết thì mẹ em cũng khá buồn. Thế nhưng mà mẹ em có nghĩ rằng cái đó là quyết định của em, hay là mẹ em nghĩ là do vợ em tác động thì em mới không chịu đi? Cả nhà em, tức là sau khi mẹ em sang bên đấy rồi thì các chị mới nói vào cùng với em, thì mẹ mới biết rằng là cái này không phải là quyết định của vợ em áp đặt lên em để em nói như vậy. Em mà mẹ chồng em có thực sự là không, có nghĩa là bỏ, có nghĩa là xóa bỏ hết tất cả những hiểu lầm không, hay là bây giờ vẫn còn? Dạ cũng không còn nữa, tại vì cũng không có liên lạc thường xuyên đó anh. Thì giờ cuộc sống của vợ chồng em thì vợ chồng em bồi đắp thôi, chứ em cũng không quan tâm nhiều nữa. Khi mà mẹ em biết tin là vợ em đang có em bé được 2 tháng rưỡi rồi á, là mẹ em và gia đình ở bên nhà cũng rất mừng. Thì nhân chương trình này em cũng muốn gửi đến mẹ em một lời. Đó chính là hiện tại như bây giờ á, là cuộc sống của hai vợ chồng con hiện tại bây giờ ở Việt Nam đã rất là ổn định rồi.
Cho nên mẹ ở bên đấy cố gắng giữ gìn sức khỏe, hai vợ chồng con ở Việt Nam là tự chăm lo cho nhau được và tự cùng nhau phấn đấu được. Mẹ yên tâm điều đấy. Từ trước tới giờ là em chỉ có muốn nói một câu nhưng mà em chưa nói được. Đó là con chỉ cảm ơn mẹ vì đã sinh ra chồng con thôi. Đúng ra là phải hỏi cái giai đoạn là hai vợ chồng dạch mặt nhau đó. Nhưng mà hai vợ chồng này quá đẹp rồi, cái tình yêu đó. Ngay vợ chồng em cũng trải qua nhiều biến cố. Cho nên nó đã quá nhiều biến cố và được xóa bỏ. Và thậm chí bây giờ nó rất là hạnh phúc như thế này. Thôi thì bây giờ hỏi luôn cái phần gọi là nếu như cho em những cái điều mà gọi là mong muốn chồng mình thay đổi thì em mong muốn đó là những điều gì? Bây giờ anh cũng đã tốt như em muốn rồi. Mà từ trước giờ anh cũng tốt với em, anh cũng chưa làm gì để em phật ý hết. Thì em chỉ muốn là chồng em luôn luôn tốt với em thôi, chứ đừng có thay đổi cái gì nữa hết. Mình muốn đơn giản như đó là điều mong muốn của tất cả các bà vợ như thế. Dạ. Còn em? Em thì chỉ có một cái mong muốn mà vợ em thay đổi nhẹ một xíu. Đó chính là vợ em có tính rất hay ghen. Bản thân công việc của em thì em đi sớm, em về cũng khá muộn chứ không phải là khuya. Vợ em mỗi lần về đấy là vợ em là hay bực mình bởi những cái thời gian mà em hay về muộn. Tuy nhiên cái thời gian mà khi mà gần đây vợ em đang có em bé nữa là cái sự ghen đấy còn nặng hơn nữa. Là hay dễ bực tức hơn nữa, là em nhiều khi là cứ hay bị giống như là bị nghe la mắng mà không phải lỗi của mình. Nghe la mắng. Dạ. Ủa em, mà bây giờ cái công việc của chồng em là trước đó em cũng biết rồi mà đúng không? Dạ em biết, nhưng mà nhiều khi em lên cân thất thường chị ơi. Chị thấy vậy nè em. Dạ. Bây giờ tạm thời trong cái thời gian vợ em đang có bầu á. Dạ. Thì chắc có lẽ là theo chị á thì em nên chủ động cái vấn đề thời gian để gần vợ nhiều hơn. Em cứ để vợ em ở nhà một mình hoài cái thời gian rảnh của cổ á, ví dụ 11 tới 12 giờ đêm á, thì chị nghĩ là nó không hay ở cái giai đoạn này. Yeah. Bởi vì cái cá tính của cô này á là cổ sẽ rất dễ đi đến cái việc là cổ bị trầm cảm sau sinh. Em cảm ơn chị Vân. Thì thời gian gần đây là em cũng đã sắp xếp lại cái giờ làm giờ giấc làm việc của mình rồi. Thì nói chung là em cố gắng em như vậy đã sắp xếp để mà cái thời gian em em chia sẻ với vợ. Em cảm ơn chị. Hai em ha. Dạ. Thôi, anh chúc cho mẹ trò con vuông. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai đứa. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Em tên là Ngọc Linh, em 25 tuổi, em đến từ An Giang. Em làm công tác ở đâu? Em lấy chồng rồi, em cũng về quê. Em có mở một cái tiệm chuyên nail á. Nail. Ở dưới quê luôn. Mở tiệm nail. Làm móng đó phải không? Dạ. Ừ. Quê gọi là móng. Rồi. Dạ em tên Ngọc Tài, em ở An Giang luôn, cùng quê với vợ em luôn. Em năm nay 27 tuổi. Tài đang làm công tác ngành nào? Dạ em công tác bên nhà công đám cưới. À vậy hả? Em đánh nhạc cụ gì? Organ. Organ. Dạ. Thôi giờ hai em kể cho chị Vân với anh nghe là chuyện tình của hai em như thế nào. Em thì biết chồng em á là 2 năm về trước, nhưng mà hai đứa biết nhau mà không có ai mà nói chuyện với ai chứ á. Tại lúc đó là anh đi chơi với bạn ảnh. Em đi chơi với bạn em. Cái xong rồi vô tình 2 năm sau em đi về quê. Cái em gặp lại ảnh trong cái sinh nhật của anh. Quê cô là ở An Giang rồi mà cô còn về quê. Tại vì vợ lúc đó ở Sài Gòn. Em làm việc ở Sài Gòn. À đó. Em cũng được mời cái đám sinh nhật đó. Rồi em vẫn lời đám sinh nhật mà chiều bữa đó em còn có show để đi đàn. Rồi xong thấy vợ em, xong rồi em rủ vợ em đi xem em đàn luôn. Em đi chơi rồi xong anh chở em về. Em về nhà, xong cũng có nhắn tin, cũng có điện thoại. Mà lúc đó hai đứa chưa có gì chứ, chưa có ngỏ ý gì nhau chứ. Em về dưới thì được khoảng 10 ngày, cái bắt đầu em mới có suy nghĩ là em đi lên Sài Gòn lại. Thì lúc đó ảnh có nhắn tin cho em, ảnh nói là ảnh muốn quen em. Em cũng chưa có nói gì hết, nhưng mà em nói là em sẽ đi Sài Gòn. Thì nếu mà em đi Sài Gòn vậy thì sao quen được. Rồi cái anh nói thì em cứ lên đó làm đi, rồi anh rảnh thời gian nào thì anh lên thăm em giờ đó. Mà anh nói cho em tự tung tự tác ghê lắm. Ở đâu? Ở dưới quê đó. Dạ. Xa đúng không? Dạ, em lên Sài Gòn, chồng em vẫn ở dưới An Giang. Dạ. Rồi sao em biết ảnh tự tung tự tác? Sao em biết? Tại vì ở dưới em có tai mắt hết rồi chị. Trời ơi. Tai mắt hết rồi chị. Không nghĩ là vợ em biết thì cứ đi đám cưới thì gặp cô này dễ thương thì xin số nói chuyện qua lại vậy thôi. Thôi. Lúc đầu thì ảnh nói chuyện nó nghe chững chạc lắm. Cái gì cũng nói nghe hay lắm. Mình thì mình nghe cái mình tự nhiên mình cũng tin tưởng. Giống như mình dạy, mình dạy vậy đó. Cái đùng ra cái quen nhóc hết trơn luôn. Quen nhóc hết trơn dạ, luôn. Dạ, nhóc hết trơn
ghê lắm. Rồi sao, rồi quen người ta rồi em... có làm chuyện gì động trời đó không? Dạ có, nhiều lắm. Bây giờ kể một vài câu chuyện động trời cho anh nghe đi. À, ông anh ở dưới quê chơi thân, cháu ruột của cái anh đó mới có 17 tuổi à, dám chở con người ta đi khách sạn. Mà chỉ cái lời đó là chỉ đi gây đồn thôi, chứ thật sự là đi ăn ban đêm. Mà có chở không? Chỉ có chở mà chở đi ăn thôi. Mà ăn trong khách sạn, ăn ở đâu? Ăn ở ngoài quán quán chú gỗ. Rồi chở. Nhưng mà mình đâu gì? Có biết, mình đâu có biết được là có đi khách sạn hay không đâu. Nhưng mà biết chắc chắn là người này chở người kia đi. Mà đi mà khóa máy luôn, mà tỉnh bơ luôn vậy đó nha. Đi cái em điện xong vừa về tới nhà là có người nhắn tin cho em liền. Ông anh đó, ông nhắn tin cho em liền, ông nói là tại về tới nhà rồi kìa. Lúc đó em đang ở trên Sài Gòn mà em đâu có ngủ được đâu anh. Tức, mình tức. 1-2 giờ sáng điện về tới nhà, điện cho ảnh. Xong cái ảnh nói anh về tới nhà rồi, hỏi ủa sao em điện cho anh không được. Cái nói tại mấy anh hết pin. Mà em bình tĩnh lắm nha, em không nói gì hết trơn á. Vậy thôi anh ngủ đi ha. Anh cũng nói anh mệt quá, anh mới đi đờn về mệt quá, anh ngủ nha. Rồi tắt máy ngủ. Em ở trên đây em tức, em ức nha, em ức mà em đệ. Em đâu có ngủ được đâu, em thức sáng một đêm luôn. Rồi bây giờ có câu chuyện nào mà động trời không? Mà dạ, khiến cho em quyết định là có mém mấy chơi á, chia tay á. Dạ là cái lần mà gần Tết, gần chuẩn bị đám cưới rồi, là coi ngày hết rồi, là biết ngày hết trơn rồi. Em vô tình em mất cái điện thoại, ảnh mới tự dưới quê, ảnh đem cái điện thoại lên cho em xài. Có một cái chương trình live á, mở ra toàn là cuộc điện thoại, toàn là tin nhắn không, hai người hẹn hò Tết chở về đi khách sạn. Ông nói gì vậy ông ơi? Ông sợ ông quen ai ông cũng hốt tao đi khách sạn không ơi? Ông đồ gì làm như ông có cổ phần với khách sạn hay sao? Tại em cái tính em hơi đào hoa, tại vì xa vợ mà, hơi đào hoa một tí. Đào hoa mà không phải không có hơi, làm gì hết, chỉ có tin qua lại vậy thôi. Tin qua lại vậy thôi chứ không có chuyện gì xảy ra. Tại vì em tin tưởng, em cũng tha thứ 1-2 lần rồi. Trong lòng mình bị cũng bị tổn thương, cứ nghĩ tới là cứ khóc. Em quyết định em chia tay. Anh điện thoại cho em nói chuyện giống như cái xác mà không có hồn vậy đó. Cái xong rồi cái em mới nghe kinh Phật, lúc đó là em bắt đầu em nghe kinh Phật. Mỗi lần mà em nghe là em khóc. Tại vì mình tin tưởng. Em khóc cho chồng em thấy không, là không, okay. Là thực sự là em rất là bế tắc trong cái thời điểm đó, rất là buồn. Em mới đánh đổi, em tha thứ hết cho ảnh. Giống như em đánh đổi cái tấm lòng của mình, em dành cho ảnh hết, tha thứ hết. Để nếu mà sau này ảnh biết, ảnh thấy cái tình cảm mình đối với ảnh như vậy thì ảnh sẽ thay đổi, thì mình sẽ được hạnh phúc. Còn nếu mà mình không may mắn ảnh như vậy nữa thì coi như là mình số mình mắc nợ ảnh. Khi mà cưới nhau về có thay đổi cái tính lăng nhăng cũng có. Ngay cái ngày đêm đồng phòng á, cái cô bé mà gọi điện như là Tết về sẽ đón á, nhắn tin cho ảnh á, hỏi đám cưới cho anh rồi có hình chưa, rồi ảnh nói là chưa em. Rồi con bé nó nói là khi nào mà có hình á anh gửi qua cho em nha. Cái cảm giác của em giống như là con bé nó chấp nhận ảnh có vợ rồi nhưng mà vẫn muốn qua lại với ảnh. Mà em thì đâu có nói gì, vẫn nói anh đã có vợ rồi, đừng nhắn tin cho anh nữa. Người kia nói ok rồi không nhắn tin nữa, từ đó tới bây giờ là vẫn không nhắn tin nữa. Nhưng mà rồi nghe xong rồi còn động phòng được không? Không. Không. Sao động phòng nổi? Xong rồi nói đủ thứ chân này, xong ảnh cũng năn nỉ, anh nói là anh không có gì đâu để anh nhắn tin vậy. Xong rồi cũng năn nỉ vợ, năn nỉ hồi rồi cũng phan nhau cái đi ngủ. Trời đất ơi. Tại vì trước đó là ăn sâu không có hứng ở đâu mà không là nghĩ lúc đó rồi. Nói chung là tôi cảm ơn em đã cho tôi một cú té mà nó là nó quá tuyệt vời, tại vì em đã dẫn dắt câu chuyện nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về, ngoài cái việc là anh ấy lăng nhăng hả, anh ấy còn có những tật xấu gì không? Có, đã thay đổi rồi nhờ em nghe kinh Phật giờ. Dạ, có 2-3 ngày là lộ ra hết luôn. Lộ ra hết luôn? Dạ. Lúc mới cưới, chưa có cưới là cái gì, anh cũng chín chắn, nói chuyện rất là chín chắn. Anh là một người biết lo cho gia đình, anh biết thương mẹ. Nói chung là cái gì mình nghe mình cũng thấy, người đàn ông này sau này mình sẽ được người ta đỡ đần nè. Nhưng mà về là không có, nó ngược lại hết trơn. Thí dụ, giống như nói với mẹ, nói là rất là thương mẹ nha. Mẹ anh lớn tuổi rồi, bây giờ anh không có để cho mẹ anh giặt đồ của anh mặc hồi đó giờ anh giặt không à. Nhưng mà về hỏi mẹ không có, bắt mẹ giặt không à. Vậy là nói xạo. Dạ. Đúng không? Còn gì nữa không? Còn. Còn nhiều lắm. Giống như chất chứa trong lòng á, đúng không bà con? Không, chất chứa trong lòng bữa nay mới được khui đúng không? Dạ, bữa nay mới được khui. Lúc bình thường rất là thương vợ, cái gì cũng vợ hết trơn á, lo lắng cho vợ. Nhưng mà tới lúc nhậu vô là cọc tính.
nói chuyện láo lắm. Có dụ mới cưới về cái chưa gì hết, ảnh nghe cái đêm hay chưa nhàn nhạt thì em thấy là cái lúc đó là ảnh lo làm quá đi, thì mình sợ anh đói xỉn hết rồi, còn có mấy người à, có mấy người ngồi lại với hai chồng em mà, em mới lo cho anh ăn, em mới đút cho anh ăn, cái quên người ta mệt muốn chết còn bắt người ta ăn ăn ơi hết là gì mày anh nói em vậy đó, mà cái mặt láo lắm. Con mắt á thì con đậu con bay à. À, mà cái chuyện mà liếc vậy là thấy có một con à, con kia mất tiêu rồi. Mà nghĩ là mới cưới mới mua cái vàng đồ là buổi tối bữa đó nhậu, mà hai đứa em với vợ em mà những người gây chuyện là em nói là em lớn tiếng như vậy em, xong rồi lôi ra vợ đồ về nhà mẹ, chạy chở về nhà mẹ đòi ly dị, hai đứa đi vậy đi, chở em luôn, vợ em đòi, em đòi đi về, em nói mẹ sáng mẹ phải về đây mẹ rước con, mẹ không rước con về là con chết. Cái xong cái hả anh quay qua anh nói là khỏi đi, khỏi đợi mẹ rước, giờ em muốn đi tôi chở em đi, xong đùng đùng chở lên Sài Gòn hả? Không, chở thì nhà mẹ em á, nhà ảnh với nhà em á, trả gì mẹ chú quê đúng không? Dạ anh đùng lên, ông nói vậy cái xong anh mở cửa anh la làng lên, anh nói mẹ cha ông bà cái đem qua coi nè, vợ con hả, giờ nó đòi gì bển, chở nó gì bển, nó chống với con hả, cho nó chống với con nè. Rồi là bà Hải đúng không? Dạ, là tự nhiên nó nhảy khơ lên vậy. Ảnh là có cái chuyện gì là ảnh cũng nhảy cựng lên vậy. Giống vậy, ông giống như chiếc phèo vậy. Rồi xong rồi bữa đó làm sao? Chở em về nhà làm sao? Chở em về nhà xong rồi. Ở nhà ảnh thì ảnh nói chuyện nó hả lên mặt lắm. Về nhà em á giống tính queo vậy nè. Xìu xuống. Ảnh nói là lúc đó là ảnh chở em về xong là ảnh đi về luôn. Mà lúc về rồi xong em đi vô phòng em đóng cửa cái gầm lại là không chịu đi về, ngõ ngoài giống hoài luôn, nói chuyện với mẹ xong rồi đóng cửa lại, leo nhà em có cái bức tường á, leo từ trên leo từ phòng này qua phòng kia nhảy xuống. Trời ơi, năn nỉ lại chứ không năn nỉ mắc vợ sao. Nhưng mà bây giờ là lúc đó đang ở trong phòng mà giờ leo tường vô vậy, rồi lúc đó em sao? Thì leo tường vô thì cho vô chứ em giờ em biết vô sao được, vô là làm gì? Vô xong rồi năn nỉ nằm kêu ngủ đi mà em khóc hoài, em khóc thút thít rồi cũng năn nỉ xong rồi cái mà lúc đó em bị lên cơn đau tim á, em cứ hớt em thở không được á mà mình tức nữa. Cái xong cái anh sửa á là mẹ đừng nói mẹ, tại vì mẹ em ngồi bên phòng kia mẹ em la cái mẹ đừng nói nữa, vợ con lên đau tim mà mẹ đừng kể nữa, cái bà sợ quá bà đi qua, mẹ đi qua bóp dầu ha cho em rồi cái em khóc, cái anh cũng khóc luôn, anh năn nỉ anh xin lỗi vợ anh xin lỗi nha, khóc quá chứ khóc luôn. Xong rồi em mới thấy vậy cái em mới cũng xìu cái xuống tim, cái xuống tim. Dạ rồi sao rồi sao xìu rồi ngủ tới sáng thì thôi đó, chứ không có gì không? Không xỉn là không có khang nổi. Không xỉn là chắc cũng không tha đâu á. Không xỉn là không tha đâu, tha đâu đến tài đó em. Vợ em thì được cái tánh là gan trai á, ví dụ như ngồi trong bàn nhậu mà hai ba người trong đó nó ghét hai người thì nó cứ ra mặt nhạt nộ gì đó bỏ đi, không nhậu với người đó nữa. Công việc em thì công việc giao lưu, thì là em muốn vợ em sau này sẽ sửa cái tánh mà đánh đá anh tí xíu đó, ví dụ như không ghét người ta thì vẫn ngồi đó với người ta, với chồng con, với chồng vợ với chồng. Rồi sao nữa, còn thật xấu gì nữa? Cô ấy có thật xấu không? Kể có, đi cũng có gì có kể đi, mà lên đây cũng quá em quên mất tiêu. Em có muốn chia sẻ những gì về trong lòng của mình, có muốn chia sẻ điều gì đó để cho vợ mình hiểu mình không? Thì sống chung thì cũng được gần 10 tháng rồi, thì bây giờ em mới hiểu ra là vợ rất là thương em rất là nhiều, chu toàn hết. Thì em muốn sau này thì hai chồng cũng nắm tay nhau suốt cuộc đời này để nuôi gia đình mình. Những chuyện đã qua có muốn nói gì với vợ mình không? Anh yêu vợ. Trời, muốn khóc rồi kìa. Yêu thì ta ôm một cái rồi ta hung một cái đi, thì đừng có phan thôi, hiểu không? Đứng lên. Đứng lên, nó nói gì phải ngồi vậy. Ôm vợ cái đi. Thật sự đó, rất là đẹp luôn quý vị đúng không? Quá đẹp. Dễ thương quá không, trời quá đất. Nói với tớ cũng phải về phan cái vậy. Chồng lạ. Trời ơi, suốt ngày cái đồ phan hoài. Hai chồng thì cái khổ phan quá. Ta chưa có con mà. Phan kiếm con chứ. Ủa, có muốn có con không? Dạ có. Để đó, chuyện đó để anh lo. Dễ thương quá trời luôn. Vậy là bây giờ chồng chỉ muốn vợ là thay đổi cái gì? Tính tình bớt gọi là
bất thật đi chút xíu, có nghĩa là nhưng giấu cảm xúc chút xíu, không có ưa người đó nhưng mà kệ thôi, người đó là chồng bạn của chồng mình thôi, kệ mình nén lại chút xíu, rồi là muốn là nắm tay nhau thật chặt, là siết tay nhau thật lâu đó, thì cuối tuần bởi vì còn vợ sao, còn em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bình thường thì rất là thương vợ, không có cái gì hết trơn á, rất là lo lắng cho vợ, cái gì cũng là vợ hết, nhưng mà có cái là nhậu vô á điên lắm, ai mà khích ảnh á, giống như cái ông anh nó không hay nó chơi mà giữa nó chơi mà giữa nó thiệt, em không có thích, anh nói nếu mà vợ tao mà nói câu đó là tao đánh gãy răng, không ai tán vỡ mồm, nói như thế cái xong ảnh bị kích động á, dễ kích động á thì đó, thì chị nói em nghe, bây giờ em cứ thử đi nha, chẳng hạn chồng mình á, trong coi như 24 tiếng đồng hồ thì trong đó chỉ khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng á là chồng mình ở bên cạnh mình thôi, còn lại 7 tiếng hoặc là 8 tiếng kia là ở với bạn bè, đúng không nè, thì á khi nào mà em được lòng của bạn chồng em á thì mọi cái á, nó sẽ hóa giải được hết. Em phải hiểu là đó, cái chuyện mà chẳng hạn như là cái tánh em thẳng á, em bộc trực á, chứ em không thích người này là em tỏ thái độ là em không thích liền, ví dụ vậy, thì chắc chắn là người kia họ sẽ không thể nào đồng cảm được cái chuyện đó của em, và họ sẽ sau khi mà em đi rồi, em bỏ đi rồi thì tất cả những điều đó chồng em nghe hết, hiểu không? Con vợ mày tao thấy vậy mày mà không dạy nó mai mốt đó, tao nói thiệt mày nó leo đầu mày, nó ngồi thế này nó kia, nghe hoài nghe hoài, lắng lại thành cái tiềm thức đó chị nói em, thì bây giờ em phải dùng cái cách của em, em xóa hết mấy cái tiềm thức cũ đi, đúng không? Bằng cách gì? Bằng cách là nhỏ to tâm sự với chồng, bằng cách đó là lấy được cái tình cảm của bạn chồng. Có nghĩa là em thương chồng là em phải thương bạn của chồng, mặc dù mình khó chịu thiệt nhưng mình phải tạo được cái mối quan hệ đó. Thì em thấy mọi thứ nó khác liền. Ha Gương. Thôi nhân đây thì cũng chúc hai em nha, lúc nào cũng thấu hiểu nhau hết và hạnh phúc, và đặc biệt là trong năm sau có em bé. Ok. Rồi cảm ơn em. Em tên là Lan Tài, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là chụp hình với lại làm thẩm mỹ. Dạ còn em là Đinh Hiểu Huỳnh Như, 28 tuổi và em làm giám đốc công ty của mỹ phẩm. Tài với Như là hai bạn quen nhau như thế nào? Dạ vợ chồng em lúc đầu là hơi khắc khẩu, có một cái ấn tượng không có tốt về nhau, là bạn này rất là chảnh mà em là có một người bạn dạng như kiểu là hơi bd vậy đó, thích bạn này lắm, kêu là Như có thằng này nó đẹp trai lắm, mày ra mày coi mặt giùm tao là ảnh rồi, là cho ảnh nha, chứ không phải là dành cho mình nha. Cái ra ảnh kêu đây nhìn đi, cái anh này anh chảnh lắm mà ảnh lại kiểu không thích con cái kiểu khác phái như vậy, cái ra anh ngước mặt lên trời nè, trong đó nhục mặt mày chưa, tình cờ bạn đó vào quán kế bên nhà em ăn thì giống như là cũng đụng mặt nhau thôi, thì mình nghĩ là bạn này đã chảnh từ xưa rồi nên mình không bao giờ nhìn mặt, ai ngờ anh ấy lại thích mình, ảnh lại để ý, lúc đó ảnh chia tay bạn gái lại để ý. Thế tại sao em đã thích bạn này từ lúc nào mà để sau khi mà em chia tay với bạn gái thì em lại quyết định đến để mà không, cái lúc đó là chia tay chưa, lúc đó là đã chia tay bạn gái rồi. Thì đó em mới tìm hiểu, em cũng có đi chơi với lại bạn của em ở bên kế bên cái nhà hàng của bạn này, là bán giống như cơm quán cơm ăn bình thường, ăn mấy ngày sau bắt đầu mới thấy là chiều nay bắt đầu khoảng chừng giờ 6 giờ mấy tới 7 giờ là gặp cô này ở trong quán, giống như là vô cái sổ sách gì đó, xong cái đi vòng ở bên đây đi mua shop quần áo ở kế bên 2 căn. Thì ủa mà sao kỳ vậy ta, có phải là không biết là mình thích cổ, biết là mình thích cổ hay là sao, hay là sao mà cứ chiều là cứ đi mua đồ hoài, cứ lạng qua lạng lại hoài thôi, mua đồ hoài, mình thì ăn cơm hoài, bây giờ mình mới thấy, mình nói nhỏ này hồi xưa mình ghét mà bây giờ cái nó sao thấy nó dễ thương quá vậy ta. Là lúc đó là kiểu là mình ghét nhưng mà mình giống như mình cố ý mình cua để bỏ ghét luôn là đó. Em đó không? Đúng rồi, sau đó mới hẹn đi ăn. Thì bạn này á là nhà em là bán quán đêm, bán tới 4 giờ sáng lận, thì bạn này cũng hẹn em là đi sáng anh sẽ qua rước em và đi ăn với em. Nó ok cứ đúng giờ sáng, 4 giờ sáng lại đi thì được. Mà em biết chắc chắn là không ai thức được tới giờ đó hết. Thì sáng đó cái hả ảnh cũng ngủ, ảnh im re luôn. Em về em ngủ luôn tới 10 giờ sáng. Anh giật mình, anh dậy nói trời sao em không nhắn tin cho anh gọi hồi, anh nói thôi gọi chi. Để em ngủ. Là anh tức lắm rồi, nó là con nhỏ này nó quá chảnh đi. Cái anh cũng tức. Cái xong tối đó anh hẹn nữa. Anh mới hẹn là tối nay 4 giờ sáng anh sẽ qua em. Em nói ok thì cứ qua được thì cứ đi. Cái xong rồi ảnh mới đúng 4 giờ sáng ảnh có mặt trước cửa tiệm,
Thì lúc đó mới là lần đầu tiên đi ăn. Chiều ngày hôm đó trước khi em đi làm là ảnh qua ảnh đón đi, đi vòng vòng chơi, đi ăn, đi uống này đó. Là lúc đó tụi em mới là tìm hiểu nhau. Ừ, nói chung là câu chuyện của các bạn nó bắt nguồn từ ghét nhau. Chảnh anh, chảnh chị. 49 gặp 50 đó. Chảnh anh, chảnh chị. Ủa Tài, em năm nay là hai mấy? 26. 26. 26, bạn này nhỏ hơn em 2 tuổi à. Mà em kể anh nghe, lúc mà mới quen lại nhà em, mẹ em nói trời cái ơi. Cái ấn tượng đầu tiên mà giống như là em lên đón bạn này cái bữa sau mà nói là bữa sau mà sau cái bữa em ngủ á, thì em tí như cái quán ở đây thì em đứng ở ngay đầu đường thôi. Thầm cái mới gọi là em ơi, anh tới rồi mà anh đứng ở ngoài đầu đường này nè. Nên là thôi anh chạy vô, anh chạy vô đây đón em luôn đi. Thì mình mới chạy vô, thì vừa chạy vô cái cũng không có biết là gặp mẹ của bạn ấy nữa. Cái bạn ấy đi về không, cái mẹ bạn ấy nói mày nói trời Như, sao mày quen ai mà nhìn Nikolai nhìn nhỏ hơn mày nữa vậy Như. Cái mình cũng hỏi là anh sinh năm mấy, mình cũng phải đính chính lại giờ. Cái đó là sinh năm 91 bằng tuổi mà. Cái mình cũng nói có mẹ ơi bằng tuổi mà, tại vì mặt nó trẻ thôi. Thì mình nghĩ là như vậy. Lúc mà giấu con 3 năm trời, em cũng hơi dị đoan, thấy đi cơ bói cũng xin nói là sinh năm 91. Rồi làm bách bo ảnh cũng giấu. Ảnh cũng giấu cái bách bo của anh đi. Và làm thi bằng lái xe, nói chung là giấu tất cả thông tin luôn. Có đợt về nhà nội của Tài chơi, thì bà nội thì hơi là kiểu lớn tuổi rồi, nhưng mà bà nội rất là minh mẫn. Bà nội hỏi là kiểu hay là ủa Tài sinh năm 9 tuổi con gì. Cái em hiệm lẹ miệng nói dạ Tài tuổi con dê. Tôi nói không, nó không phải tuổi dê đâu, nó tuổi gà đó. Không có bà nội, nó không có đâu. Tài tuổi dê, Tài tuổi không có con mà. Cái bà nội mới nói là không, nó tuổi gà. Cái mình mới dằn xuống mà nó xạo, chỉ có thằng này nó xạo thôi, chứ không thể nào là nó xạo được. Cái mình cũng im, mình lên là có ảnh đó mà ảnh cũng cười cười, anh im ảnh đơ đơ đơ. Em đi xuống dưới tôi, em đi xuống phòng dưới đất á, em mới mở, em lục cái chứng minh dân ra, em cầm lên, em quăng. Kỳ gì, sinh năm 93 là sao? Kỳ vậy, nó nói có gì đâu mình phải giấu gì vậy. Cũng gần cưới rồi. Cái lúc mà ngày tụi em cưới nha, mẹ mới hỏi là coi nó ngày mấy tháng mấy để đi coi ngày. Dạ xin cái kiểu nói ngày tháng, nó sinh năm 91. Cái gì? Sinh năm 93, em nói sinh năm 93. Cái mẹ nói cái gì? Nó sinh năm 93, là nhỏ mày 2 tuổi rồi hả? Đúng rồi, nó nhỏ 2 tuổi mà đó. Là mẹ ơi. Tại vì ba em cũng nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi. Đó. Mẹ không có thích cái chuyện đó, nó tái hiện lại với cái thế hệ sau. Nhưng mà rồi nó cũng dính. Nghe nè, hai tụi em quen nhau rất là vui. Dạ. Nhìn trẻ trung như thế này chắc đâu bao giờ giận hờn nhau đúng không? Có chứ, cũng có tụi em á là em bị giận nhiều đúng không này? Cũng có, hai đứa em cũng gây lộn với lại giận nhau. Mà mỗi lần giận nhau thì ai là kẹo trên? Này là kẹo trên. Bạn này là nóng tính với lại cái miệng lớn lớn, cho nên mỗi lần mà gây lộn á là em tìm cách nào cho nó đừng có nói nữa rồi. Bịt cái miệng ra thôi. Mà lần nào bịt cái miệng vô thì hồi đó là không biết là có thương em hay không nữa, mà lần nào cắn vô cũng chả máu thì xịt mỡ hết ở đây tới đây rồi ở đây. Xịt mỡ nữa thấy ghê. Mình đang nói mà đưa cái tay vô mà anh biết nó sức đàn ông mà nó siết mình vậy nè. Trời ơi em hả, đang nóng mà đưa tay vô em cắn một cái phịch một cái, em nói anh máu mỡ gì mà nó lôi ra. Mỗi lần nó đánh bạn này về của bạn này mà có việc nhà đúng không, là má mi gọi, má mi cứ là hiền, má mi vào em cứ là hiền. Nó hả, mỗi lần lúc mà cưới cũng vậy, nó Như ơi đừng hiếp Tài nha, Tài nó hiền lắm, tội nghiệp lắm, đừng đánh Tài nha Như. Dạ bác ơi, bác coi xong bác cũng thấy được con dâu bác rất hiền. Nhưng mà thời gian đầu thôi. Lúc đó hả, mình giữ bao nhiêu, mình ác bao nhiêu, đến bây giờ là mình phải trả lại. Bây giờ là phải chiều lại hết tất cả những cái giống như là biết bao nhiêu cái lỗi lầm của mình. Ngày xưa mình đánh ảnh là bây giờ mình phải chiều lại. Sợ ảnh ăn không được, sợ ảnh ngủ không được, sợ ảnh không vui. Nói chung là chiều cảm xúc của ảnh nhiều lắm. Rồi hai em lấy nhau là bao lâu? Dạ tụi em cưới nhau được khoảng 1 năm 1 tháng rồi. Bây giờ cho phép em, đây là hôm nay là nhân cơ hội này. Em được quyền kể xấu vợ mình đó. Không sao đâu. Cô em có thật xấu gì không? Đại có cái là nóng tính với lại hay ghen. Thì trong máy điện thoại của em lúc đó thì giống như là có hình với lại mấy người bạn gái cũ mà cũng có đủ mà, luôn á anh. Có đủ mà không có đủ không hình có xóa bạn gái cũ luôn. Xong mới hỏi là vậy thôi anh còn ai nữa không, anh kể em nghe hết luôn đi. Cái gì thôi bỏ thôi xóa luôn đi. Cái mình cũng tưởng thiệt, cái mình cũng kể cho thêm một hai người nữa. Trời ơi, cái biết thêm một người nào là sau đó nghe xong hết đúng không, bắt đầu nghe xong hết bắt đầu chửi xối xả luôn. Mày phải xóa hết hình trong điện thoại với lại trong máy vi tính của mày nha, tao không muốn thấy một cái hình nào mà của mấy nhỏ này trong máy nữa. Thôi bây giờ xóa chưa? Xóa từ dạo rồi. Xóa rồi em còn mà sống rồi.
Cái tật xấu mà nhất của vợ em á, nó là hậu đậu, với lại đụng vô cái đâu là đổ bể đó. Giống như mà đi ăn với bạn bè hay là cái gì đi thì giống như đồ ăn lên hay cái gì đó, hay là nước tương nước đồ gì đó là cái là bình thường không sao, nhưng cái bạn vợ mà đụng vô cái là đổ nước tương, hay là vô trong bar đi lớp ngồi chơi cái ly rượu nó đã làm sao cái đụng vô cái là bể lên. Thôi đưa cái tật xấu của chồng đi. Chồng em có cái rất là ghiền game. Một ngày mà chồng em không bấm điện thoại là chồng em có thể chết. Có một cái đợt nào á, bạn ấy thích một cái game gì đó, là mỗi lần đang đi công việc hay là đúng cái giờ đó, trong một tiếng phải có 5 phút, 10 phút bạn nó phải bấm game, là đang đi là đúng giờ đó là phải đứng lại bấm game. Ừ. Dù bất cứ ở đâu. Bây giờ giữa mê game với mê gái thì tất em cho chọn cái nào? Thì tất nhiên phải mê game rồi. Được cái từ cái lúc mà lấy em tới giờ thì bạn ấy không có một cái lỗi lầm nào với em về chuyện những bạn gái mới, gái cũ gì đó, không có lỗi lầm hết, được chỉ được cái gì thôi. Em nói là cái bất cứ cái gì anh chơi cũng được, chỉ có cái chuyện đó là em sẽ không bao giờ bỏ qua, không tha thứ. Còn bất cứ chơi game hay bất gì thì em giận giận thôi chứ em cũng sẽ bỏ qua thôi. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Tài mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em muốn vợ giống như là bớt nóng tính lại thôi. Vợ em chỉ có cái mà nóng tính là nó sẽ giống như là con người thứ hai xuất hiện ra vậy đó. Có thể là do vợ em cung sư tử cho nên khó kìm cái tính nữa. Nóng chồng em cung dễ thương lắm, cung song ngư. Trời song ngư, cung yếu đuối. Chồng em là chồng cung yếu đuối, còn em phải hỗ trợ qua lại chứ, bù trừ hỗ trợ. Còn Như dạ. Như mong muốn Tài thay đổi điều gì? Thì em bây giờ hiện tại thì em thấy những cái em mong muốn thì Tài cũng đang thực hiện được. Có nghĩa là bớt chơi game lại, với lại bạn ấy giờ là biết sắp xếp được là công việc, sau đó là cho em đi chơi, sau đó bạn mới chơi game thôi. Còn ngoài ra thì dạo này thì em cảm thấy nó cải thiện tốt rồi. Thực ra với cái bản tánh, với cái người mà có cái gọi là nãy em nói là cái cung gì đó, cung sư tử, với lại cái khí chất của người ta nó là như thế rồi, thì cái việc mà để cho Như sửa chữa cái việc mà nóng tính đó thì nó phải nói là nó rất là khó luôn. Thì thành ra là bây giờ còn trẻ thì mình còn ví như mình những cái lúc mà chẳng hạn như cơn mà mình dằn được á, hoặc là mình lên cơn đó mình nóng á, mình lướt được, chứ mốt mình lớn tuổi đó mà những lúc như vậy á, là huyết áp liền, hoặc là những cái bệnh lý mà về sinh học của mình á, là nó sẽ làm cho cái sức khỏe hoặc là ảnh hưởng liền. Chỉ mong là tụi em sẽ tìm được một cái giải pháp trong cái tính cách của vợ em, đúng không? Dạ, để chắc chắn là sẽ được thôi, đúng không? Dạ. Sợ em còn rất trẻ. Chào em.